giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ly trà sữa ô long tại nhà. Nguyên liệu mình cần đó là trà ô long. Đối với trà ô long này thì mình ủ với tỷ lệ 10g trà và 120ml nước. Có nghĩa là tỷ lệ 1 trà và 12 nước. Thì đối với những bạn muốn pha với dung tích nhiều hơn thì có thể dùng tỷ lệ đó và nhân lên. Mình cần thêm nước đường, sữa đặc để tạo độ ngọt và kem béo thực vật giúp cho ly trà sữa của mình sẽ thêm béo hơn. Ok, bây giờ mình sẽ đông nguyên liệu vào. Mình dùng 80ml nước trà. Và 30ml nước đường. Nước đường sẽ giúp cho ly trà sữa của mình có độ ngọt. Và mình cần thêm 20ml kem béo thực vật để tạo độ béo cho ly trà sữa. Và nguyên liệu cuối cùng mà mình cần đó là sữa đặc. Mình sẽ sử dụng 20ml sữa đặc giúp cân bằng độ béo và độ ngọt lại. Sau khi cho hết nguyên liệu vào trong bình lắc, mình khuấy đều hỗn hợp lên. Và nếm thử xem ly trà sữa đã ổn hay chưa. Mình sẽ cho thêm đá vào. Và lắc lên để hỗn hợp mau lạnh. Khi trà sữa đã đạt được độ lạnh nhất định thì mình sẽ cho vào ly. Đối với trà sữa thì các bạn có thể dùng kèm với trân châu hay là thạch pudding. Ở đây mình sẽ sử dụng kèm với thạch cacao mà mình tự làm tại nhà. Chúc các bạn thực hiện thành công. Hãy nhấn like và subscribe kênh của mình để nhận được thêm nhiều video mới nhất.